Đó, quá quá trời bự luôn, dậy lại. Dậy lại. Mấy con luôn anh Dư ơi. Mấy con luôn. Mấy con luôn. Đâu? Mấy con luôn. Mấy con luôn. Mọi người thấy cái mâm tiệc đã ghê không? Lại là Nếp đây. Hôm nay Nếp có vô trong anh Dứa. Ở chỗ chú Năm hôm rồi mình cũng có quay mấy clip mà đổ giới. Hôm nay mình có vô anh Dứa cũng dắt mình đi chài. Lâu rồi mình cũng không có thấy ai chài. Bữa nay anh Dứa dắt mình đi chài và hễ anh Dứa chài có cá nhiều ít á, mình quay cho mọi người cùng xem nha. Cái ao này thì cũng hôm rồi cũng có tát rồi nha mọi người. Lúa này thì nay cũng tầm được gần 2 tháng rưỡi rồi nha mọi người. Nay cổ đồng đồng rồi. Chắc khoảng hơn nửa tháng nữa là thu hoạch đó. Ở quê mình thì nói chung là làm nếp là rất nhiều. Hầu như khoảng 95% là làm nếp nha mọi người. Dạ, bữa nay anh Dứa xách cái chài vô mương dịch chài nè mọi người. Để coi anh Dứa chài dính được nhiều cá không, hay là dính mấy con vịt đây không biết nữa. 2, 4, 6 con. Chài sao hồi còn 5 con cho đủ thừa. Hay trời, dữ đó. Trời quay à. Ồ, tính ra nó biết giải chài luôn hả anh Dứa. Hay. Cái đầu tiên là thấy đẹp rồi đó. Chài còn rậm. Đó. Sạc. Ôi ôi, đúng ra một chài nè, hằng hà rồi. Vô mánh rồi anh Dứa ơi. Ôi, cái sạc quá trời luôn. Ôi. Hey, con thấy coi. Ha, không tin nổi. Nhưng mà nhiều dữ vậy. Ôi, cái sạc này kho lạc rồi thôi. Trời ơi, vậy mà chưa nhiều hết trường. Để đi ra giờ rồi. Cái sạc đậm mình nè, cái này là nói gì nữa. Cái chiên xù. Ủa, nó chơi chứ cái chài này không chắc cả ký cá sặc luôn quá. Hả chứ anh? Thôi nói chung là mấy mình bắt mấy con bự thôi, mấy nhỏ nhỏ mình thả lại để cho nó bự quá. À, cho nó bự. Này kiếm thêm trái me ha. Làm gì? Kho me. Me tháng này có làm có ốc nồi. Gì? Ở mùa này mùa me mà nó không có me. Phải dốt quá rồi. Me này nó thú quắc hết. Dốt. Ủa thì là me chín đó, mình nấu me nó chứ không để bộ tính nó kho me xanh hả? Me xanh, me trái. Sau một pha chài chất lượng của anh Dứa thì quá hên. 6 con vịt vẫn còn đủ chứ không có còn 5 con. Ê, còn đó có hồ cá nuôi cũng được đó, anh. Con này chắc con trùm ở trong cái băng cá này rồi đó. Bổi. Ê, chào mọi người nha. Nên anh em mình đi rải chài mà cái đầu tiên vậy là quá nhiều cá rồi. Thôi hồi chủ nhà ta dí. Cá nhỏ này đi chạy trộm mà còn la lớn ha. Đã 3-4 mạng đi chạy trộm mà ổng còn la lớn nữa. Thiệt tình. Thêm mấy cá nhỏ mình thả nó đi. Mình cứ chạy xong đi rồi được không được. Lát mình rủ chủ nhà ăn chung luôn rồi. Xong chủ nhà hỏi cá đâu cái nói chủ nhà biết. Đây cá sặc thì ở thành thị này nó mắc lắm. Cả 100.000 ký nhưng mà ở dưới quê á, nhiều khi á là cứ ra chài là có ăn à. Không, ở quê mình thì nhờ vậy. Ở quê cộng rau con cá cũng xong nồi cơm. Lên con lên. Phan. Canh mấy con vịt hay gì mày? Cá sặc này mà hả, kho lạc ha. Cộng thôi chiên tươi ha. Tới công chuyện luôn. Đây chắc được cỡ ký rưỡi quá. Chắc cỡ ký rưỡi đó, mọi người. Một chài đó nha, ký rưỡi á. Hết sảy con mà bảy. Đây, anh Dứa chuẩn bị làm chài thứ hai đây mọi người.
Rồi đi dướng đó miếng. Ê, tính ra cái chài đó mới vừa rải làm hình trái tim luôn á. Thiệt bố. Quá dính túi rác luôn. Chà, bự bự. Ồ, chà này có cá rô nữa. Ít hơn nhưng mà được nhiều cá bự. Cá bự. Ờ được con cá rô mà. Được cá rô mà, được cá rô mà. Đó. Mặc ú luôn. Ồ. Hai con luôn. Hai con mặc ú tù lù luôn. Hai cá này chích đào. Ồ, mặc tù lù luôn. Trai. Cá nhiều rác cũng nhiều nữa. Sau clip tác ao quá trời vui, bữa nay mình với anh Tấn nếp vlog cũng tính tác cái ao nữa mà ao người ta không cho nên không dám tác. Chạy trộm. Không cho em giờ mình chạy trộm. Cho tác rồi chạy trộm chút xíu nhầm nho gì. Xong chuyến này chỉ tôi chạy luôn anh dứa. Ừ. Anh Tấn mà chạy đây dính cá mập nữa em mới nể. Cá sấu em, đây thì có cá sấu. Mấy con vịt này cũng biết khôn, giọt đi chỗ khác nè ha. Chà. Mới đánh luôn hả? Mới vậy hả? Cái gốc ở đây giờ cá nó nổi nhiều nè. Bự dữ vậy. Anh đi chạy chậm ao ta mà giờ anh đòi kéo lưới luôn hả anh Tấn? Tại mình thấy chài ba vụ này dính dính chà hoài nè, kéo lưới cho nó không dính. Đó. Có lý rồi đó, có lý rồi đó. Quan trọng là nó đừng có dính chà là được ha. Dính chà nó không lội đuôi rồi. Đó, đây có cái gì bự nó dính hay gì kìa. Lại dữ. Coi chừng nè, không á, sâu quá. Tốn nó không lại cứ ngọ nó luôn. Chúi rồi. Biết mà ăn móng giờ biết cá đồ anh chưa? Chúi. Gu thời trang của anh Tấn có lý quá anh Tấn. Xách cái vỏ đợi nón rồi đi. Vỏ màu mè rồi. Vì là bình thường anh cũng thích màu mè mà. Em nhìn thấy đôi dép anh là em biết anh màu mè rồi. Đây, ủa, ba đây cũng có một đôi dép vàng. Ché đây. Ủa, cũng được. Ồ. Bị gì? Chà là mà hơn. Ồ, thằng lát kìa, lát nhỏ kìa. Đem về nuôi cho anh. Cái này phải thả vô liền chứ để cầm vậy nó chết. Đúng ra là anh em mình tính về rồi, anh em bên nếp tính về rồi. Mà mấy con cá nó cứ hả ngớp ngớp lên nó cứ ghẹo mình hoài. Vậy anh với anh quyết định là anh hả làm quăng, chài nữa. Quăng thêm một cú chài nữa. Mày thì chạy. Làm giống như càng ngày đá chài càng đẹp luôn á. Ôi có cái nơm mò mới được, giờ anh mò rồi sao rồi dính. Có một con cá bự rất là bự luôn mà nó chúi xuống rồi anh với anh tức quá anh phải xuống anh mò. Ủa, cá lóc anh. Nó dính trong chài không anh? Trong cái chài mà nó chúi. Chúi sình. Chúi sình rồi mình kéo lên cũng đâu có dính được. Còn à, sình quá, quá đã cứng cứng con. Đạp đụng nó rụt. Ê, nó chứ mình cũng đừng giận dắt máy ra bơm nó mất công lắm anh dứa, tới chịu mới cạn à. Đạp đụng nó chạy. Mấy con cá giờ nó khôn quá rồi mọi người. Giờ nó chạy vô cặp dách hết trơn rồi. Ok, được mấy con nữa, tính ra cái này cũng hả hai chắc 2 kg, gần 2 kg rưỡi á. Anh dứa giờ tức quá anh xuống anh mò cá dưới luôn rồi. Cái này nè. Lát hồi mình chiên tươi với lại kho lạc có lấy ha. Được ạ. À. Anh dưới anh mới dục lên con cá gì kìa. Ôi ôi ông mò dính thắt lát luôn. Cái này không phải chài nha mọi người. Anh dưới anh mò bảnh nó rồi anh dục lên. Đó nữa kìa. Trời ơi thắt lát nữa kìa. Thiệt là độc.
kìa. Nó trời ơi, thắt lát nó bển quá trời vậy. Coi anh dưới chịu chơi không? Giờ anh chạy qua tới bên đây anh mò luôn rồi. Đây. Anh Tấn với anh dưới nghi trong cái bọng. Nghi cái bọng này có cá. Chụp lại, dụ nó ra. Làm gì? Con ra dở cái bọng con có bèn rộng. Dở bọng ngoài phải không? Để tao dở ra mà dính này đi. Đó, tao dính cho. À, nó ngon để tui ra khó khó lắm. Mình sẽ chạm vậy thôi. Nó đạp cái này. Anh dở bọng bên kia hả anh? Ê, cục quá quá trời. Vậy đã. Dở dở nhà luôn kìa. Chú căng cái tụng đó nè. Đúng rồi, có bèn rộng. Anh Dứa hả? Nó mới quậy bên đây nè anh Dứa ơi. Có vô rồi. Mà nữa không? Nữa không? Nữa không? Hai Ngân. Đó, quá quá trời bự luôn. Dịnh lại, dịnh lại. Dịnh lại. Mấy con luôn anh Dứa ơi. Mấy con luôn. Mấy con luôn, mấy con luôn. Đâu? Mấy con luôn. Ủa mấy con luôn. Trời ơi, tháo nước vô cái nó chổng cái tuôn ra kìa. Hai con. Cái nó con rồng thấy không? Ô, một con quá trời bự luôn kìa. À, con này chắc cũng nửa ký à. Không thế. Đâu. Đây. Anh giữ anh nghi trong bọng có cá. Anh mới thả cho nước chảy vô, ai ngờ trong bọng nó nhảy ra thiệt mọi người. Ha, con này cự gần bằng tay anh luôn. Cầm tay. Ha. Nó dài hơn chiếc dép luôn. Con này chắc cũng gần nửa ký á, được rồi. Cá lóc đồng mà. Vậy là ngon rồi. Bậy rồi. Con này lát gì thả hầm được. Lực ốm. À, mình đủ sở hữu rồi nha mọi người. Giờ về và chuẩn bị mở bật ti. Body. Làm gì? Đây, thành quà bữa nay đây mọi người. Cũng khá nhiều quá. Này tính luôn cá lóc thì chắc ngoài 3 kg cá rồi. Cá rô, cá thác lát. Sạch bổi, còn cá lóc này chắc cỡ gần nửa ký á. Với hai con cá cứng. Lấy cái rổ qua. Vậy có lý. Nó bắt mấy con bự ra. Thác lát sống không mày? Chắc chết đó. Ê con nó còn sống á. Hả? Thác lát còn sống đó, mình thả xuống ao đi, con nó nhỏ mình thả xuống ao cho nó sống. Đây cái chiến thần bắt cá là bây giờ đã vô tắm rửa rồi, còn đây thì hậu cần đang lựa cá để mần cá. Một số con nào mà nó nhỏ quá thì mình thả xuống ao mình nuôi cho nó bự với lại cho nó đẻ nha mọi người. Cú. Đây là Mai Chú Thủy nhà anh Dứa. Anh Dứa anh cũng có làm kiển nữa nha mọi người. Mọi người coi nè, cái chú thủy ha, bông đặc hết luôn. Bông trắng hết luôn. Nè, trời đẹp ghê chưa? Chú thủy thì có cái mùi thơm thoang thoảng. Dễ chịu lắm mọi người. Đây có mấy cây nữa này. Đây. Bông mịt trời hết. Đây là vườn mai của anh Dứa. Qua Tết rồi anh xả lại để anh chuẩn bị anh nuôi cho tàn nó phát triển thêm. Với lại anh cắt để cho cây nó đỡ phải nuôi bông, nuôi hột á. Cho cây nó không có bị si á mọi người. Đây rất là nhiều. Cây thì gốc nào gốc nấy cũng rất là bự nha. Ra tiếp ngoài kia luôn kìa mọi người thấy không? Mai ra tiếp ngoài kia luôn kìa. Phải mà trong Tết có dịp ghé đây quay cho mọi người coi mai nở rộ nguyên khu này. Trong thời gian chờ đợi nghỉ ngơi thì trường ở đây cũng tranh thủ bơi xuồng đi thăm 12 cửa ngục. Có coi được con gì không? Không dính gì có mấy con cua hả? Về quê thì cây trái cá mắm thôi mọi người. Có dịp thì về miền Tây chơi nha bà con. Sau một cái khoảng thời gian chài cá rất là cực thì anh Tấn mới chài được thêm khoảng
Hơn 2 kg. Hơn 2 kg cá nữa, nhưng mà chài ngoài chợ nha mọi người. Đây anh Tấn chài ngoài chợ được 2 kg cá. Chài bây giờ cũng cá không có nhiều nha mọi người, nên có mua thêm mấy con cá lóc. Đây. Anh Tấn mua thêm để góp gió thành bão vô anh nhớ làm một trận tiệc cho nó lên đình. Ê, chắc là làm cần câu được luôn nè. Cái đất xuống, cầm cái xuống đầu được lên phải không? Chỗ này cái nào được phải không? Thấy so sâu cá là biết chuyên nghiệp rồi. Dần nướng cá lóc chuyên nghiệp đây nè. Chế đúng chất quê luôn nha mọi người. Cá lóc phải nướng rơm hết sảy. Nước rơm mới thơm em. Anh Dứa với anh Thảo nướng cá mà con phèn nó lại chưa hết là nó lại nó nghe mùi cá nó lại nó muốn ăn hay gì đâu. Đó đó. Đây, nằm à. Đem vô, đem vô. Tưởng ấy nó hay vậy. Chăm nữa chưa Dứa? Giờ bắt đầu nó nghe mùi cá nó lại nó canh mấy con cá đó. Đây. Quá nóng quá nóng. Đúng rồi. Mình đứng xa lắm, cũng xa mấy mét đó mà nó còn hơi nóng, nó còn tới đây á mọi người. Rơm nóng lắm. Rồi nướng mấy con cá này xong rồi mình phải ủ một chút xíu nữa nha, nó mới chín ở trong rồi lát mình ăn luôn đùm ruột nữa nha. Anh Tấn này cũng chỗ tài đầu bếp nè. Anh em người ta lấy rơm ra người ta đốt rồi, anh Tấn dứt rơm ra. Đúng rồi, trở thành thợ nấu đó, nhờ ông Dứa. Lát con cá sống này đổi thừa tại anh Tấn nha mọi người. Nữa không, rơm nữa không? Thôi được. Vàng tươm luôn Lộc ơi. Đã kìa, đúng rồi. Ôi, nó rơm kìa, nó vàng ươm luôn kìa mọi người. Nước rơm là ngon nhất. Gió thổi lửa đỏ hồng hết trơn. Đây. Ồ, đã cá nó đã vậy. Vàng ươm luôn mọi người. Đó, đồng quê đó, lát ăn luôn lớp da nha mọi người. Đó, để lên lá bạc hà nè. Đó. Này thường nãy là mắm mẻ. Mẹ chứ mắm mẻ. Mắm mẻ mấy con. À cơ mẻ hả? Cơ mẻ. Con mẻ à thầy. Dạ. Không kêu gì. Chắc trường nãy để mấy con cá ngoài đây không? Mấy con chó. Chó đâu, nó đâu ăn đâu. Vàng ươm thơm phức. Cá nướng chui. Bây giờ mình bày ra dưới gốc cây mát mát rồi mình vừa làm mồi rồi vừa dứt luôn nha mọi người. Đây đầu bếp của mình đây. Chào mọi người nha. À, nãy giờ xử lý được một mớ cá sạch đây mọi người. Đó. Thì mình nạo ra được một mớ chả nữa nè. Đây. Mình nạo ra được một mớ chả nữa đây. Ớt chả. Yêu. Giờ là cháy tỏi xả ớt hành tím rồi lên nè, thơm phun phức luôn mọi người. Trắng nữa là hết bài. Có chén cơm trắng nữa ăn no là nghỉ nhậu luôn, đi ngủ luôn, no xong ngủ. Đầy phơi là nghỉ à. Đây mình mới đổ thêm một miếng nước vô nha. Mình coi cho nó săn lại nha mọi người. Coi cho rút nước vô. Rút cho con cá là coi như là mình đã thành công rồi đó. Thì mình cho thêm một miếng nước màu vô. Thì theo mình ướp coi vừa ăn chưa. Vừa ăn rồi thì thôi, còn ví dụ mà ướp mà chưa vừa ăn thì cho thêm miếng nước mắm hay gì đó cho đậm đà xíu là ngon lành. Mình thêm miếng tiêu vô nữa nha.
Nêm nếm xong rồi giờ cho thêm miếng tiêu nữa, kho sắt lại xíu là ok rồi đó. Ok. À, hấp dẫn chưa? Bây giờ mình đứng ở đây mà mình muốn chịu muốn hết nổi luôn rồi, nó thơm phức luôn. Dạ, đồ bếp này hại vòng vòng sớm cũng phải đói bụng luôn rồi. Lắm tiền. Ok. Đây là chả cá. Chả cá chiên. À. Thấy đầu bếp nặng miếng chả điêu luyện không mọi người? Mọi người đó giờ ăn chả cá chứ đa số là có trộn hết á. Nhưng mà mọi người kiếm chỗ nào uy tín thì mọi người sẽ biết là cái chả cá mà nguyên si không có trộn á. Rất là ngon, rất là thơm luôn mọi người. Quá thơm. Đây là chả là anh em cũng bỏ công ra làm cũng rất là cực, nhưng mà nó chắc chắn là nó xứng đáng lắm. Chả cá là nè. Hấp dẫn chưa? Chín được mấy miếng à? Đó. Ươm. Mình kỹ với là mình muốn thơm á mọi người, phải chiên nó hơi vàng chút xíu nha, ăn mới ngon chứ thực ra á nó chưa vàng, nó hơi hơi thôi là nó đã chín rồi, nhưng mà mình muốn nó thơm hơn, nó đậm mùi hơn thì mình chiên cho nó vàng chút xíu. Vàng ươm thơm phớt hết sảy. Quá làm cái vụ luôn Lộc ơi. Cái lá bạc hà nè mọi người. Cái lá này nó bự. Cái lá bạc hà cũ đựng mấy con cá nó bị rách rồi, mình phải hái cái lá mới. Trời ơi, nãy giờ anh quên nữa, anh che cho ông thợ nấu của anh chứ. Trời ơi, mát chưa trường? Ờ, mát rồi. Trời, mát rồi, phải chiên cho ngon nha. À, trong thời gian chờ đợi đầu bếp trường dọn bớt gia vị thì anh Tấn cũng đứng bếp luôn, thấy là ông ngồi bếp chứ. Món này thơm lắm nha mọi người. Ủa mà cuối cùng là anh Tấn hái cái lá bạc hà đó đặng để cá lóc mà chứ đâu phải là để che nắng đâu anh Tấn. À, tạm thời thì mình chưa có để cá lóc lên thì mình lấy mình che cho nó mát em. Ok. Còn nó chín chưa đó anh Tấn? Cái đó nó nhanh chín lắm á. Đúng rồi. Tại trường ấy mỏng lắm á. À, đây mọi người. Anh Tấn đang dọn đồ ăn ra. Tưởng là dọn ra nhậu phải không mọi người, nhưng mà thật ra không, đang xếp cho đẹp đang quay phim đó. Quay phim xong rồi mới tính. Quay phim xong rồi mình mới mới mở tiệc. Trời ơi hấp dẫn cho mọi người coi nè. Cá lóc nè, bánh tráng, đậu gọng, cá rồi. Chả cá, rau sống, cá kho. Thành quả nha, này là thành quả sáng giờ anh em mình là đi rải chài lộc dừng với bạc hà tươi. Xỉu xỉu xỉu. Vẽ cá hả, phải vẽ gì nè. Anh Tấn nếp vlog ảnh đang vẽ cá nè mọi người. Đó, vẽ ra. Ủa, ăn cá nướng là phải vẽ vậy nha. Mới ngon, hấp dẫn. Đó. Mọi người thấy cái mâm tiệc đã ghê không? Wow, đúng là cá lóc này chấm vậy là việt nắp luôn kìa. Lật qua lật lại luôn nha. Có cần tắt không? Có cho tắt sau lưng anh kìa anh Tấn. Có luôn hả? Bất luôn đó. Ở quê nè mọi người. Đang ăn muối ớt mà thiếu chua hả? Quay qua cái tắt bớt luôn. Đó. Mấy chơi bóng bóng á. Mấy ngoài, cái nhỏ mấy ngoài á. Rồi, bông rồi. Kìa mấy ngoài, mấy chơi bóng bóng á. Đây nè. Ngồi nhậu tại chỗ rồi thiếu tắt, thiếu chanh là thò tay là bớt luôn à. Đó, cái đó là chính rồi đó. Đơn giản thôi. Đồng quê. Rồi, chắc kìa. Đầu bếp nấu quá trời đồ, không gấp gì hết trời, đầu bếp gấp cái đầu bếp. Cái đầu bếp chiên xong đầu bếp không dám ăn, ai dám ăn. Vớt nè. Nhậu khổ quá, nhậu 7 con cá lóc nữa. Rồi mồi hàng hà luôn.
Để anh thử miếng này. Miếng bánh tráng. Chà, bây giờ có món mới nha mọi người. Chả cá chiên nhưng mà chả cá chiên cuốn bánh tráng. Nè. Chả cá chiên cuốn bánh tráng. Này mình chấm miếng cá luôn hả? Đó, chấm miếng cá kho tới mình chuyện luôn. Nè, ơi, cá coi nè. Cuốn nguyên cá lóc luôn. Trời ơi, chú cũng chơi lớn luôn, cuốn nguyên con cá lóc nè mọi người. Cá nhiều quá, cá ăn mặn con. Đây thành quả của anh em của tem nếp sáng dần mọi người. À, xong rồi thì anh em mình cũng có nướng cá nướng chui, chả cá với lại cá sặc kho tiêu nè, tiêu nè, tiêu à, anh em mình cũng ngồi ăn chén cơm, bây giờ cũng mệt dữ rồi. Thì ngoài ăn cơm anh em mình cũng có làm một hai ly cho dẫn lên dẫn cốt ha. Sao anh Thảo thấy cá này là vừa ăn không anh Thảo? Ngon nha, ngon. Anh Thảo gấp thử miếng nữa ngon không anh Thảo? Cá vừa mới bắt lên mọi người ăn rất là ngon. Ở này cũng đúng bài bản tiêu hết rồi, đúng là tiền giả rồi. Không thì ở quê mình không có gì bằng mấy này anh Thảo. Mời mọi người dùng cơm nha. Los Angeles đó. Có ngon. Tiêu và ớt đủ hầu đủ hết. Tội nghiệp hai anh em không, giờ ngồi nắng. Mát này giờ. Nắng xíu cho da dẻ nó mặn mòi anh. Mặn không em? Nhầm nhò gì. Anh thấy nó mặn chát luôn chứ mặn mòi gì nổi. Dạ con mời chú. Cảm ơn mọi người đã xem kênh. Chúc mọi người nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Chào mọi người.